Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi hướng dẫn cách chăm sóc cho trẻ em nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà. Cha mẹ hãy bình tĩnh nếu con mình nhiễm COVID-19 và tự tin vào khả năng chăm sóc trẻ. Để ý xem trẻ có thay đổi hành vi hay không, đặc biệt là khóc hoặc cáu quá mức ở trẻ nhỏ, lo lắng hoặc buồn thay quá, thói quen ăn uống hoặc ngủ không lành mạnh, dễ cáu và hành vi cư xử không đúng đắn ở thanh thiếu niên, kết quả học tập kém hoặc trốn tránh tham gia học trực tuyến, khó chú ý và tập trung, bỏ tham gia các hoạt động trẻ từng thích trước đây, nhức đầu hoặc đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân, uống rượu, hút thuốc hoặc sử dụng các loại thuốc khác đối với trẻ lớn. Những việc cần làm để hỗ trợ chăm sóc con bị nhiễm COVID-19, tâm sự, trấn an con về dịch COVID-19, giải đáp thắc mắc và chia sẻ thông tin thực tế về dịch COVID-19. Trẻ có thể hiểu sai thông tin và có thể hoảng sợ, hạn chế gia đình tiếp xúc và nói chuyện về tin tức sự kiện về COVID-19 có thể gây hoang mang, sợ hãi. Cố gắng duy trì những thói quen bình thường, sinh hoạt khoa học, lập thời gian biểu cho các hoạt động học tập và nghỉ ngơi hoặc các hoạt động giải trí. Hướng dẫn trẻ các hành động hàng ngày để giảm sự lây lan của mầm bệnh như rửa tay thường xuyên, sử dụng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt khăn giấy vào thùng đựng chất thải. Tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động giải trí trong phòng cách ly phù hợp như các trò chơi online hay cùng chơi với bố mẹ.